đánh chết chúng ta. Đại ca, thế là có vô không? Mày tránh à? Mày theo tao kia không ạ? Úi giời ơi. Cái gì úi giời đấy? Hai cái này nó úi giời. Sướng à? Nghĩa là sướng đấy. Tình yêu của anh. Úi giời. Gì mà vội thế? Từ từ nào, định luôn à? Chiến đấu luôn. Thôi từ từ đã. Anh ăn lòng xào dưa đi đã. Phải ăn lòng xào dưa xong ấy thì mới có sức để đưa em. Được rồi nhá. Đợi một tí, phải ăn lòng xào dưa cho nó có sức chiến đấu. Rồi sau đó hai đứa mình cùng ăn dưa xào lòng nhé. Lòng xào dưa là lòng xào dưa. Ủa trời, thơm ngon quá. Ít lòng nhiều dưa đấy. Ngon thế. Bắt lên nó, bắt lên nó. Ở sao đây, chặt ở đây. Bắt lên nó. Thằng nóc. Con nồn thì mày nhảy. Bố mày tìm được thì mày đừng có trách. Mày ra, con đây rồi. Chỗ, mày ra đây. Anh trai ơi, em biết tội của mình rồi. Anh tha cho em ạ. Tha cho mày. Đơn giản thôi. Mày giả đủ tiền gốc lãi cho tao, tao sẽ tha. Anh ơi, anh cũng biết hoàn cảnh của em bây giờ rồi đấy ạ. Có bao nhiêu đồ đoàn của bố mẹ em cũng mang đi bán sạch rồi. Giờ công việc của em không có thì lấy đâu ra tiền trả cho các anh. Các anh từ từ cho em một thời gian nữa thôi. Em hứa sẽ trả đủ ạ. Thư thư cho mày. Để mày trốn ra Campuchia. Mày nghĩ mặt bố mày ngu thế à? Ui, anh ơi, anh giống như là thánh thần vị sống. Mặt rất tỉnh và đẹp trai ạ. Không ngu một chút nào ạ. Mày nhớ nè. Không ạ. Hôm nay mày không trả tiền cho đại ca tao ấy, tao sẽ cho mày đăng xuất khỏi trái đất này luôn. Em xin các anh tha cho em. Em còn bố mẹ già yếu, bệnh tật, đang nằm ở nhà chờ em về nuôi. Mày nghĩ mỗi mày phải nuôi bố mẹ? Tao cũng có bố mẹ và con, tao cũng phải nuôi. Thôi không phải nói nhiều, chúng mày tẩn cho nó nôn tiền nhau cho tao. Em xin cái. Em xin cái. Này phải từ từ thôi nhá, không cứ tím này, cái này suýt bị phát hiện đấy. Kệ đi. Từ em có điện thoại. Hả? Điện thoại đã. Kệ nó đi. Thôi để nghe. Đang máy. Chồng em gọi. Dạ vợ nghe đây. Về nhà chưa đây hả? Vợ còn một tiết nữa, dậy xong rồi vợ qua bà đón con rồi vợ về. Mua thêm cho anh em tôi ít đồ nhậu. Để tối về anh em tôi còn uống rượu. Vợ mua lòng xào dưa nhá. Mua thêm một con gà nữa. Chứ ăn lòng xào dưa mãi, chán lắm. Vợ biết rồi, thôi chúng tôi có lớp rồi. Tí nữa vợ về nhá. Bye chồng. Cho cái dưa xào lòng nào. Sao? Từ từ thôi. Đây rồi. Mời mấy anh em ăn món lòng xào dưa gia truyền của nhà chị. Em thấy lòng xào dưa này rất ngon chị ạ. Thấy nhiều người ăn lắm. Đương nhiên rồi, các chú biết thử ấy, anh các chú là rất là khó tính. Nên là chị phải lo từ cái giấc ngủ này, từ cái miếng cơm, từ đến cái manh áo này. Mà suốt ngày quát chị thôi đấy. Lo là cái gì? Nói ít rồi, nói nhiều thế. Đây đây, các chú thấy không? Lo được cái gì á? Anh lại còn bảo em không lo được á? Đây được rồi, anh em cho anh xem. Đây, các chú uống nước đi. Dạ vâng, em xin. Đây, chị cầm hộ chị. Cảm ơn chị ạ. Các chú uống thử đi. Nước gì mà ngon thế hả chị? Nước này ý, nó là cái cái nước kiềm điện giải đây này. Chị á, chị phải đầu tư mua hẳn cái bộ lõi hoàn nguyên điện giải ion kiềm của công ty Tâm Đức đây này. Em biết không,
cái bộ lõi này á, nó có tác dụng là chuyển đổi, nâng cấp và bổ sung ion kiềm vào máy lọc nước cũ nhà mình để tạo ra nước kiềm đấy. Nước kiềm hả chị? Chẳng trách em uống ngon thế. Em thấy nước kiềm này thấy rất nhiều người uống, tốt cho sức khỏe chị ạ. Uống cái nước kiềm điện giải này vào là bệnh tật là đẩy lùi hết. Anh các chú ngày xưa nào là bị gút này, mỡ nhiễm máu này, huyết áp cao á. Từ ngày chị mua cái bộ này về ấy, là bệnh tật ấy là tiêu tan đẩy lùi hết rồi. Khỏe như trâu đi này. Chứng tỏ cái nước này nó có lợi chị nhờ. Đương nhiên. Cứ cái gì tốt là chị mua về cho chồng con chị hết. Chị có tiếc cái gì đâu. Ôi giời ơi, chị tốt thế. Chẳng trách thế nào đại ca, sức khỏe tốt thật. Cứ quát chị suốt đấy. Được rồi, tôi ghi nhận. Ghi nhận gì mà nói to thế. Bây giờ uống hết cái cốc nước này thì người ta mới ghi nhận cho. Hai chú ở đây ăn với anh nhá. Chị lên tầng chăm các cháu đã. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Nên cho con ăn uống cơm nước cẩn thận rồi nhá. Tao biết rồi. Em mời đại ca. Em mời đại ca. Hôm nay đại ca đánh rắn mặt nó như thế, chắc chắn kiểu gì nó sẽ đại ca. Em đảm bảo tí nữa kiểu gì nó sẽ phải mang tiền đến trả đại ca ngay. Mà em thấy hôm nay mình đánh nặng như thế, sợ hai thằng nó toàn thì như nào đại ca? Sợ gì mà sợ. Làm cái nghề này không ác không làm được. Tao đã dặn, đánh tránh vô hiểm ra, không chết được đâu mà sợ. Em đánh toàn một người vào đùi nó thôi đại ca, thỉnh thoảng trúng cái vào đầu ạ. Úi dồi, anh đánh vào đâu, nó còn gì, chết bố đi này, còn gì nữa mà. Chết làm sao được mà chết. Thôi, thế nó hẹn hôm nay mấy giờ mang tiền đến? Dạ, nó hẹn 6 giờ đại ca. Gần 6 giờ rồi, hôm nay mà nó không mang tiền đến, chúng mày sáng đốt nhà nó cho tao. Anh Thắng ơi, anh có ở nhà không ạ? Mở cửa cho em với ạ. Đại ca, thiềm thế. Đại ca vừa nói cái, nó mang tiền đến trả đại ca. Ra mở cửa xem nào. Dạ vâng ạ. Đại ca ơi, mình tiếp nó ở ngoài bán ăn hay là bán nước ạ? Ra ngoài uống nước. Ai đấy? Dạ, em chào đại ca ạ. Sao? Làm sao? Anh ơi, em đến gửi tiền cho đại ca Thắng ạ. Tốt, em vào đi. Anh ơi, anh cứ nói to như bình thường, anh nói thế em sợ. Chúng em là người có tiền, ai cho anh nói to. Mời chúng em vào. Vâng ạ. Có phải vào mày? Mày đứng yên đấy để tao giải quyết. Vào đi em. Vâng. Em chào đại ca. Đại ca ơi, hôm nay em gửi anh trước 100 triệu tiền gốc. Em xin anh cho em cất tiền lãi đúng 3 hôm nữa em gửi đầy đủ ạ. Để xem nào. Dạ. Mày kiếm cho anh. Thôi được, tao cho mày nốt lần này. Ngồi xuống đây uống nước. Ui anh ơi, em không dám đâu ạ. Ngồi xuống. Ừ dạ. Uống đi. Em xin phép ạ. Nước có ngon không em? Ui, anh ơi, anh đừng làm thế. Em giật mình ạ. Thôi, em xin phép đại ca. Em về, không ở đây. Tâm em không ổn định ạ. Em xin phép ạ. Đủ tiền chưa? Dạ đủ 100 triệu rồi đại ca. Thôi hôm nay ăn uống xong, tao cho chúng mày đi xóa. Xóa đâu ạ đại ca? Đi hát đi bay, chứ còn xóa ở đâu nữa. Dạ vâng đại ca. Đại ca muôn năm đại ca phải phản thuế. Đi thôi đại ca. Dạ, em đây. Thế là chỉ có mỗi mình em với lại con ở nhà thôi à? Ừ,
thì em ở nhà với con rồi, nó nhớ anh chết đi được đây này. Hay là bây giờ anh phi xe sang đón em, hai đứa mình trốn ra khách sạn cùng nhau thưởng thức món lòng xào dưa nhá. Thôi không được đâu, anh để giờ hành chính sang chứ. Bây giờ anh mà sang á, thằng chồng em mà biết đấy, nó giết chết em đấy. Em chẳng kể với anh bao nhiêu lần chồng em nó vừa vũ vu vừa ra trưởng ấy. Em ngày ngày đi làm mệt muốn chết ấy, về cũng phải cơm nước cho hai bố con nó. Xong cứ sảnh ra một cái là cứ chậm cái gì một cái là hơi tí một cái là đánh em chửi em ấy. Không thương em à. Thôi được rồi, thế tình yêu cố gắng chịu đựng thêm mấy tiếng nữa nhá. Rồi ngày mai hai đứa mình sẽ ùa vào đam mê, cùng nhau ăn lòng xào dưa nhá. Em biết rồi, yêu anh, thương anh, nhớ anh nhiều. Nhá, bye bye. Đại ca, hình như em thấy chị dâu đi cùng Giai vào khách sạn ạ. Cái gì? Mày có nhìn nhầm không hả? Dạ, không nhầm ạ. Chị bịt khẩu trang, em nhìn kỹ, đúng là chị rồi đại ca. Con chó này. Được rồi, chúng mày ở yên đấy, canh chừng chúng nó. Đợi tao ra, nhắn ngay địa chỉ cho tao. Dạ vâng ạ. Phòng này đại ca. Phải phòng này không? Dạ phòng đúng ạ. Vâng cơ. À, thằng chó này, cả con chó này nữa. Chúng mày dám cắm sừng vào đầu tao. À, không không, anh ơi, anh bình tĩnh nhé. Anh em giải thích này. Em là một người khách hàng. Em nhờ cô giáo là mua em dưa xào lòng 30.000. Thì là em vào đây là ăn dưa xào lòng thôi, chứ em chưa làm gì cả. Anh ạ. Mày muốn dưa xào lòng hả? Vâng. Hai đây. Lôi nó vào nhà vệ sinh, đặt nó cho bạn cho vào. Lôi lại. Em chỉ ăn lòng xào dưa đi mà. Vào đây. Lôi cho bạn xào dưa. Lôi cho bạn xào dưa này. Mày còn gì để nói không? Tôi cái gì à? Anh có chuyện nào mà lại tại anh tất cả đấy? Anh cứ ngày về nhà anh chửi bới, đánh đập em, rồi anh đi hát hò karaoke, rồi gái gú bên ngoài, em ở nhà một mình em dám chịu được? Con chó này, mày gái đi ra mồm, tao giang hồ chưa biết sợ ai, mày dám cắm sừng vào đầu tao? Cái loại mày tao không thèm động một người. Về thu dọn quần áo, cút ra khỏi nhà tao. Hôm nay cô giáo ăn hơi lạ kỳ, 30.000 lòng xào với lại dưa. Cơm trưa cô nấu cho chồng mình, xong rồi chiều rình rình chồng ai kia. Vì ngày hôm nay trứng rơi tá tơi, thèm lòng xào dưa đến vã lắm rồi. Mình gặp nhau thôi, lúc ấy ôi rồi ôi, thôi rồi. Hôm nay cô giáo ăn hơi lạ kỳ,
mươi nghìn lòng sao vui lại xưa. Cơm trưa cô nấu cho chồng mình, xong rồi chiều rình rình chẳng ai kia. Vì ngày hôm nay trứng rơi tá tơi, thèm lòng sao dưa đến vã lắm rồi. Mình gặp nhau thôi, lúc ấy ôi rồi ôi, thôi rồi.